Thưa quý vị, sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, sôi nổi với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, sáng nay 22 tháng 8, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm trong việc giám sát đến cùng về thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến tới 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu An Giang có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trịnh Lâm Sinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đinh Thị Diệt Quỳnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Trong một ngày rưỡi diễn ra phiên chất vấn, đã có 75 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó 66 lượt đại biểu chất vấn, 9 lượt đại biểu tranh luận các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao và du lịch, nhóm tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên chính phủ, trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản trả lời đầy đủ, thẳng thắn, giải trình, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để triển khai hiệu quả thời gian tới. Các vấn đề lĩnh vực Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát chuyên đề, chất vấn đều là những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Riêng đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đó, thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những cái nội dung có liên quan đến cái kinh tế mũi nhọn của đồng bằng sông Cửu Long, như là nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như là các hoạt động là xuất nhập khẩu, rồi các hoạt động là du lịch sinh thái vùng miền của tỉnh An Giang cũng như là của đồng bằng sông Cửu Long, và đặc biệt là cái vấn đề biến đổi khí hậu cũng như là cái việc mà chuyển đổi đất đai, chuyển đổi cái đất sử dụng đất để tiến hành là thực hiện cái công tác là chủ trương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên chính phủ, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng, việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực tiễn, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc thực hiện triển khai các yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề chất vấn, được các đại biểu và cử tri đánh giá cao. Tại phiên chất vấn này có thể nói là hiện nay thì cử tri cũng như là nhân dân cả nước đều rất là quan tâm trên nhiều vấn đề, thì qua cái phiên họp lần thứ 36 này thì Quốc hội cũng đã chọn ra chính cái nội dung để tiến hành là chất vấn lại, đó là lĩnh vực công thương, rồi nông nghiệp, phát triển nông thôn, rồi văn hóa, thể thao, du lịch, nội vụ, tư pháp, an ninh trật tự, an toàn xã hội, cũng như là các cái hoạt động về thanh tra, tòa án và viện kiểm sát. Thì đây là những cái vấn đề có thể nói là trong thời gian vừa qua là được cả nước, cử tri cả nước cũng như là nhân dân là đặc biệt quan tâm. Các vị đại biểu cũng đã trên cơ sở lắng nghe và ghi nhận những cái tâm tư, nguyện vọng của người dân, của cử tri cả nước để hoạt động chất vấn. Tuy nhiên thì cũng do những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh và cái sự phát triển chung của đất nước thì cũng còn nhiều cái nội dung, nhiều cái nhiệm vụ cụ thể mà của các bộ ngành là chưa thực hiện tốt hoặc là chưa hoàn thành theo cái yêu cầu cũng như là cái nhu cầu của cử tri và nhân dân. Thì trên cơ sở đó là hôm nay là tiến hành cái đợt là chất vấn lại những cái nội dung đó để làm rõ ràng hơn những vấn đề mà cử tri cũng như là đại biểu đã tổ chức và tiến hành chất vấn đối với các vị bộ trưởng và chính phủ trong thời gian vừa qua. Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần của các đại biểu và chất lượng hiệu quả của phiên chất vấn. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, tập trung khắc phục kịp thời, đầy đủ, hiệu quả những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực bằng những nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm liên quan trực tiếp đến trách nhiệm chính của các bộ ngành để tập trung thực hiện trong thời gian tới.